GoFood kính chào đến tất cả mọi người. Hiện tại là GoFood đang cầm là 26 triệu đồng. Thì hôm nay là GoFood thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh gửi đến cho một cái dãy phòng trọ gồm có 26 phòng bà con cô bác hiện tại là đang khó khăn trong cái mùa dịch. Thì trước khi mà gửi đến cho bà con thì nhờ chị Linh có thể là chia sẻ chút xíu về cái cuộc sống của bà con trong cái mùa dịch như thế nào ạ chị? Em cũng thêm học trẻ phòng trọ. 26 phòng của em là thất nghiệp hơn 2 tháng nay rồi mà cũng không có tiền hỗ trợ gì. Trong đó có 5 phòng là làm thợ hồ, còn tụi em là công nhân. Làm công nhân, đa phần là làm công nhân ha. Dạ. Dạ. Trong đó có 3 phòng có trẻ em nữa. Hồi nãy em có nghe nói là trong điện thoại đó là bà con rất là mừng khi mà nghe là em tới. Dạ. Dạ. Như thế này thì em nhờ chị cầm trước giùm em 26 triệu nha. Dạ, em cũng đó. Phải về phòng trọ. Thì em sẽ đọc tên và cái khoản tiền. Sau đó thì nhờ chị Linh tới từng phòng gửi đến cho từng hộ là 1 triệu đồng. Em xin phép em đọc nha. Dạ. Thì khi mà hồi sáng này GoFood có gọi điện á, thì chính xác á, là 26 phòng nhưng mà hồi sáng mấy chị không có rành. Dạ. Nên là tưởng là 30 phòng thì em có sửa lại cái số. Ở đây là 26 phòng trọ ở An Phú Đông, quận 12. Đầu tiên thì thay mặt cho chú chủ nhà trọ với lại là bà con cô bác ở đây cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em xin đọc nha chị Linh. Dạ. Thứ nhất là của anh Nguyễn Trí Dũng ở Sydney, Úc là 3 triệu. Dạ. Thứ hai là nhóm Phật tử ở Nam Úc là 2 triệu. Dạ. Thứ ba là của 4 chị em họ Thái ở Mỹ là 2 triệu. Thứ tư là của chị Như Ý ở Mỹ là 3 triệu. Dạ. Thứ năm là của chị Mon Lam ở Mỹ là 2 triệu. Thứ sáu là của chị Hoa Lê ở Mỹ là 2 triệu. Thứ bảy là của 4 chị ở Úc là 2 triệu. Thứ tám là của chị Cindy ở Úc là 2 triệu. Thứ chín là của anh chị Hải Liên ở Mỹ là 1 triệu 6. Thứ 10 là của cô Mina ở Dallas, Texas, Mỹ là 2 triệu 4. 11 là của anh Quang ở Bình Dương là 1 triệu. 12 là của chú Hai là 1 triệu. 13 là của anh Chí ở quận 11 là 1 triệu. Và cuối cùng 14 là của chị Kim Vân ở Chợ Lớn là 1 triệu. Thì tổng cái khoản tiền là 26 triệu. Dạ. Em nhờ chị đếm lại giùm em chậm và kỹ giùm em nha. Dạ. Coi có đủ 26 1, triệu hay không. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 là đủ 26 triệu. Đủ 26 triệu hả chị? Dạ. Thì một chút nữa chị dẫn em với mọi người tới từng phòng. Ha, chị thay mặt Mạnh Thường Quân với trên kênh giùm em, chị gửi mỗi phòng là 1 triệu và sau đó liền nán lại ít phút để mà em hỏi thăm về từng phòng cái cuộc sống của bà con như thế nào nha. Nhưng mà trước mắt á là nhờ chị Linh nói với bà con á là bà con nên ai ở cái phòng nào thì ở phòng nấy nha, đừng có tập trung đông ha, tránh cái việc mà tiếp xúc. Dạ, chú nhờ chú chủ nhà thông báo giùm rồi em sẽ đến từng phòng rồi gửi đến cho bà con cô bác. À, cũng cảm ơn chú chủ nhà. Mình đi chị Linh. Chú ơi dắt cái xe giùm luôn đi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chú. Đa phần ở đây là công nhân hết hả chị Linh? Dạ, công nhân nhiều, thợ hồ có mấy cô. À dạ, người lao động á ha. Dạ. Đây có chú xe ôm ở đầu phòng. Dạ. Thì mình cứ bắt đầu đi. Bắt đầu từ cái phòng số 1. Chú ơi. Để hỏi chèn vô chú. Đây cho em mượn lại cái. Dạ. Có Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước gửi cho bà con mình mỗi phần quà là 1 triệu đồng nha chú, để mua đồ ăn thực phẩm đồ các thứ nha chú. Dạ, dạ gửi cho chú. Dạ. Chú cũng đại diện ấy ở đây cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho các phòng trọ trong cái việc Covid khó khăn này. Dạ, dạ. Chú xin chân thành cảm ơn các đồng bạn, các ông bà, cô bác và chú chị trên trong và ngoài nước. Dạ, cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe nha. Dạ.
chú xin thành thật cảm ơn. Dạ. Em nghe trước đi chú. Dạ. Dạ. Chị làm công nhân hả chị? Chị làm gần đây không? À, chị là chị lên Sài Gòn bao lâu rồi? 5 năm rồi. Thất nghiệp mấy tháng rồi chị? 4 tháng rồi ha. Thôi em chúc sức khỏe nha. Dạ. Đây là một phòng hả chú? Ờ, con dạ. Cũng đại diện Mạnh Thường Quân nhận số tiền này trao lại cho chú, mỗi phòng là 1 triệu. Thì chú cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đi. Cảm ơn Mạnh. Dạ chú. Là chú là ông nội hay ông ngoại? Ngoại. Ông ngoại hả? Rồi ông bà ngoại ở nhà giữ cho mấy cháu rồi con nó đi làm. Dạ. Chú quê ở đâu? Quê Quảng Bình. Quảng Bình, về quê không được hả chú? Dạ. Sáu người luôn. Thôi anh chúc sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn. Anh là đại diện Mạnh Thường Quân thì trao cho mỗi phòng 1 triệu. Thì thay mặt cho em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ qua mùa dịch tiền quen. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Thất nghiệp mà được nhiêu đây rất là mừng lắm luôn. Chị là cũng công nhân luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ, à, chị làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng được 10 năm rồi. 10 năm, gần đây không chị gái? Dạ, em làm đốt trên Thuận An, Bình Dương á. À, Thuận An, Bình Dương. Dạ. Rồi mấy tháng rồi đó hả? Nghỉ mấy tháng rồi? Dạ, đúng rồi, 2 tháng rồi, 2 tháng ở nhà. Rồi con cái có ở đây dạ, hay là gửi về quê? Rồi hàng tháng là mình làm mình gửi về cho ông bà ngoại rồi gửi ông bà nội rồi đó gửi tiền về cho mấy đứa có nhỏ. Hai tháng nay là không có đi làm không có à. Tiền để gửi. Rồi luôn. Cái ăn uống là như thế nào chị gái của bà con nói chung ở đây? Ở đây thì mì rau muống mấy bữa mấy anh chị ở đây cũng cho xin đó rồi nên về cũng lay lắt được qua ngày. Dạ. 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 Em đi nha. Cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Có tiền mua gạo gửi cho con em này. Thất nghiệp gần 3 tháng nay. Tiệc được như em mừng dữ lắm. 1 triệu này chị sẽ sử dụng như thế nào? Dạ em gửi về mua sữa cho con. Gửi hết 1 triệu về mua sữa cho con luôn. Gửi sữa cho con, còn sữa thì để mua gạo nhà ăn cho chồng. Còn gạo không? Dạ, vậy là cũng mừng rồi ha. Dạ. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Cũng được hai thùng sữa hả? 500 chưa đủ hai thùng sữa. Đủ hai thùng sữa thì cũng. Dạ, gói ghém ha. Gói ghém cho hai đứa con em được. Dạ. Anh ơi. Quay qua phòng ghém được. Anh đây hỏi cho em vui. Dạ, gửi anh 1 triệu ha, của Mạnh Thường Quân ha anh. Để mua những gì cần thiết ha, trong mùa dịch. Dạ. Dạ, thôi em đi nha. Dạ. Dạ. Mạnh Thường Quân, anh này đại diện bên Mạnh Thường Quân. Cái ảnh hỗ trợ cho mỗi phòng trọ mình 1 triệu. Thì thầy làm tiền thì cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ dạ. Dạ. Đang nấu ăn hả? Vậy nấu ăn tiếp ha. Anh này là nhóm Mạnh Thường Quân là gửi cho phòng trọ mình mỗi người 1 triệu. Thì em trao lại cho chị. Chị. Cảm ơn. Rồi. Chị làm công nhân luôn hả chị gái? Dạ, dạ. Đang bầu nữa. Đang bầu. À, 3 tháng chưa? À, 6 tuần rồi. 6 tuần hả? Dạ, dạ. Thôi chúc mừng gia đình ha. Trong khó khăn nhưng mà có thành viên. Anh trai. Anh ơi, đeo khẩu trang vô. Thôi khỏi đi, đeo khẩu trang cũng được. Nhờ chú chủ nhà đó, chú chủ nhà đi trước á chú. Chú đi trước á, chú dặn bà con trước đeo khẩu trang trước rồi cái con ra tới cái làm nó lẹ luôn. À,
bên Mạnh Thường Quân. Anh này đại diện Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho phòng trọ mình mỗi phòng 1 triệu. Anh đại diện một cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Anh nhận đi. Anh nhận đi rồi anh cảm ơn. Em cảm ơn. Dạ dạ. Anh quê ở đâu? Em ở Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Thôi em đi nha. Dạ. Chào anh. Anh bên đây hôm nay có anh này bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho phòng trọ mình mỗi phòng 1 triệu thì em cũng trao lại cho anh 1 triệu. Cảm ơn anh đại diện, anh cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Dạ dạ. Ủa giờ phòng chị lên phòng nào? Phòng em bên kia. Phòng đó. Dạ. Dạ. Em hỗ trợ nha. Dạ gửi đến cho gia đình mình 1 triệu để mua có gì mua đồ ăn gì hay gì đó anh. Dịch dạ. Này. Rồi anh cũng cảm ơn anh. Dạ dạ. Thôi em đi nha. Bảy. Dạ. À cái hôm nay anh này đại diện Mạnh Thường Quân hỗ trợ dạ. Phòng trọ mình mỗi người 1 triệu. Thì Bảy nhận đi rồi Bảy cảm ơn. Xin đại diện của Mạnh Thường Quân của các vị chú cho chú Bảy số tiền để Bảy cảm ơn. Dạ dạ. Thôi con đi nha. Dạ chích thuốc hả? Dạ. Dạ. Hôm nay là của chị Thảo là người trực tiếp gọi cho anh luôn. À chị Thảo là xem trên kênh của em đó hả? Dạ. Rồi anh chị có ấy cũng giúp đỡ phòng trọ đó. Dạ. Rồi điện cho anh để trực tiếp á. À, chị ấy cũng khó khăn rồi có con nhỏ nữa. Dạ. Nên hôm nay cũng có tiền để cho chị ấy mua sữa cho con. Dạ. Chị mấy đứa con chị Thảo? Dạ một đứa. Một đứa đó hả? À, dạ. Công việc của chị? Dạ làm tự do. Làm tự do hả? Dạ. Dạ. Chị xem ở trên kênh của tụi em lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Em. Biết giờ giấc không? Nói chung là xem hết luôn nhưng mà không biết giờ giấc tụi em đăng hả? Giấc. À nhưng mà theo dõi ha, mở lên Google Food và xem dạ. Ha. Dạ. Đó là em đăng là 12:30 trưa. Đó, dạ. Thì cái khoảng thời gian này thì em chỉ đăng có 1 giờ đó 12:30. Dạ. Còn lúc trước đó thì chị cũng biết là em đăng lúc 18 giờ nữa là 2 lít trong một ngày. Nhưng dạ. Mà bây giờ chỉ 12:30 thôi. Thôi em gửi dạ. Chị 1 triệu nha, mua sữa sùng cho em bé nha. Dạ. Dạ em dạ. Em cũng cảm ơn thay mặt phòng trợ thôi, cảm ơn anh luôn. Cảm ơn. Dạ. Thôi em đi nha. Trong đây là chung của một chú đeo. Chú Tư hết hả chú Tư? Đeo. Ở đây hôm nay có Mạnh Thường Quân hỗ trợ phòng trọ mình đó là mỗi phòng 1 triệu thì em cũng đại diện phòng trọ đi ra rồi trao tặng lại cho anh. Anh cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Cái gì? Dạ dạ, mừng á hả? Nè, bên đây là phòng của em cũng thay lại chủ không? Phòng trọ này em cũng cảm ơn anh. À. Đây là hai vợ chồng em đang ở, nhưng mà bé thì gửi ở quê rồi. À, quê em ở đâu? À, quê em Kiên Giang, còn gửi bé ở bên Trà Vinh bên nội. Em cũng làm công nhân luôn. Em làm công nhân mà em thất nghiệp 2 tháng mấy nay rồi. À, là cái việc ăn uống rồi tiền nong để mà mình tiết kiệm mình gửi về quê như thế nào em gái? Thì mỗi tháng hai chồng gửi về dưới cho con là 3 triệu. Yeah. Rồi ăn uống ở trên này hai chồng tiết kiệm lại. Thì lương của em cũng thấp, lương của ông xã không cũng thấp nữa. À, thôi kêu bằng em đi ha, tại dạ. Thấy Linh nhỏ tuổi hơn. Dạ à. Nhỏ, em dạ. Mới 26. Nhiêu, 26? Dạ. À, rồi. Rồi, em cũng 26. Ừ, em giữ là 1 triệu của em đi nha. Dạ rồi, dạ. Em giữ 1 triệu của rồi. Em. Em bỏ túi đi. Dạ. Đây là chị Ngọc làm công việc tự do. Công việc tự do. Không ra đường được, dạ. Chị cũng thất nghiệp. Nên bữa nay Mạnh Thường Quân là đến đây chị chọn mình có duyên với Mạnh Thường Quân là nên Mạnh Thường Quân trao mỗi phòng 1 triệu thì em trao lại cho chị. Dạ em gửi nha chị gái. Rồi dạ. Cũng thay mặt dạ. Các anh chị Mạnh Thường Quân chị phòng trọ em rất là cảm ơn nhiều trong mùa dịch này được 1 triệu này để trang trải cho qua mùa dịch này. Dạ. Em đi nha. Dạ. Ủa ổng đâu rồi? Kêu cái à đi vòng lên đây cái hết rồi ha. Đi vòng đây chứ còn phòng cuối cùng nữa là phòng hồi nãy. Khu này là bao nhiêu phòng trọ chú Tư? 34 phòng. 34 phòng mà có bà con thì cũng về ha, rồi cũng ở lại đi làm. Số đi làm. Đi làm. Dạ. Số cũng đi làm. Đi sản phẩm thực hiện á. Dạ. Anh đeo khẩu trang vô. Có anh kia anh đi chỗ bà từ thiện ngoài á. Đà Lạt có giao đồ cũ rồi. Anh hôm nay dễ phòng trọ mình có anh này bên đại diện Mạnh Thường Quân yeah. Gửi đến khỏi phòng mình 1 triệu thì em đại diện phòng nhận rồi em trao lại cho anh tặng tay luôn nha yeah. Rồi yeah. Em đi nha anh trai sức khỏe yeah. Chị đeo khẩu trang vô chị đeo khẩu trang.
bên dãy này mấy anh nay còn phòng nào nữa không chú? Bên này còn phòng nào? Cái gì? Dãy mấy anh nay còn phòng nào? Còn phòng bé đó chứ phòng bà già. Với phòng bà nội á. Để khỏi trang vô chị. Khỏi lấy giấy chứng minh. Lấy chứng minh hả? Chị tưởng nào nhận tiền hỗ trợ. Hôm nay đây là có... cá nhân riêng. Dạ, đây là lấy chứng minh của anh. Để bước ra đây nè chị. Có kênh anh này là đại diện bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho phòng trọ mình mỗi phòng 1 triệu. Thì em cũng nhận mỗi phòng 1 triệu. Bây giờ em trao lại tay lại cho chị. Dạ, em gửi chị cái nha. Dạ, em gửi cho mùa dịch này. Rồi. Thôi em đi nha. Rồi, em đi chúc sức khỏe. Còn 2 phòng bên đây nữa là không? Rồi em gửi giùm anh 2 phòng luôn ha. Dạ. Có một bạn thì bạn gửi ghi hình thì con không có ghi hình ha. Thôi em cứ gửi đi. Ê, cứ gửi cho. Phòng này với phòng này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phòng của mấy bé sinh viên nó ngại ghi hình. Hôm nay chỉ phòng trọ nhà em là ở 1918/3D, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 là có 26 phòng, nhưng mà em nhận 26 triệu của Mạnh Thường Quân đã gọi đến cho phòng trọ em. Nhưng mà bây giờ có còn lại 2 phòng, hai anh chị đã đi làm rồi nên em thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn luôn. Rồi, có anh chị đó về thì em gửi giùm nha, 2 triệu ha, 2 phòng. Dạ, rồi em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ, thì thay mặt người xem ở trên kênh với lại là Mạnh Thường Quân thôi, chúc cho khu trọ của mình. Dạ. Đầu tiên là có cái sức khỏe, rồi được bình an. Dạ. Ha. Rồi khi nào qua dịch rồi bắt đầu mình có cái cuộc sống trở lại bình thường ha, tốt đẹp hơn. Dạ. Với lại là anh xin chúc ngược lại thì mình thay mặt dãy nhà trọ ở đây chúc cho quý Mạnh Thường Quân được nhiều cái sức khỏe, được bình an và cũng như là tiếp tục cái công việc thiện nguyện. Dạ. Của Phú xin phép được kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.